Ok, xin chào tất cả bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình và mình là Tony. Thì trước mặt các bạn đây là một web Minhaido. Cái web này thì mình cũng đã giới thiệu đến trước cho tất cả các bạn rồi. Này. Các bạn thể nhìn thấy mình đang rút tiền đây, Hiếu rút tiền rồi đây 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 đây. Đa phần là người Việt Nam đang rút tiền và đầu tư. Nhìn đã thấy đa phần là các bạn. Các bạn thích đây là thể loại web được rất nhiều bạn ưa thích. Kể cả mình không giới thiệu video clip này, không giới thiệu web này thì các bạn ấy cũng tìm những thể loại web như thế này các bạn chơi. Các bạn nhìn này, 5 giờ, 5 giờ, 5 giờ, 5 giờ, 5 giờ. Web thì có logo riêng. Cái thể loại web này thì thông thường nó sẽ ra vào buổi sáng. Vâng, mình sẽ mở tài khoản cho các bạn xem. Thông thường nó sẽ ra vào buổi sáng. Thì khi mà nó ra thì khi mà nó ra thì các bạn sẽ thường là ăn được một vòng, hai vòng đầu là kinh. Mình thấy lập luận nói như nào nhỉ? Mình thấy các bạn khi chơi thể loại web này này, các bạn ấy sẽ, để mình sẽ thêm tài khoản. Khi đối với thể loại web này, các bạn ấy sẽ chơi như này, các bạn ấy sẽ đánh đến, chỉ đánh được hai vòng thôi, hai vòng là căng. Mà hình thấy là nếu như các bạn ấy chơi kinh, nếu các bạn chỉ chơi đúng một vòng 5 giờ thôi và tầm này là các bạn ấy vào, có nghĩa là tầm thời điểm này là các bạn ấy bắt đầu đầu tư, thì đến tầm 5 giờ chiều là các bạn ấy nghỉ. Thực ra là đến tầm 5 giờ chiều là nó cũng chết rồi, 4 5 giờ chiều là bắt đầu nó chết. Thực ra là như vậy. Nếu như dòng web này thì buổi sáng thì các bạn mình đã gửi cách đây khoảng 2 tiếng rồi. Ok, thì bây giờ may ra thì vẫn kịp. Đây mình sẽ đầu tư ngay. Mình sẽ chọn cái mức đầu tư ở 5 giờ đây, 25 đô. Lãi suất thì quá là cao luôn. Lãi suất suất thì khỏi bàn, 25 đô mình sẽ nhận lại 33 đô. Lãi suất thì quá là cao luôn. Đối với con này thì lãi suất vừa cao lại chạy trong vòng ra. Đâm ra các bạn ấy rất là thích thể loại web như này. Các bạn ấy chỉ ăn một vòng trong một ngày thôi để độ chớp xác minh như các kiểu. Các bạn chỉ cần đánh một vòng trong một ngày thôi, là ví dụ như này ném 25 đô một vòng này. Nhưng mà cái web này cũng không để dành cho các bạn mới chơi được. Các bạn mới chơi thì không 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 nên chơi web này nhé. Mà trong cái đó thì cái web này nó cũng có điểm yếu của nó, điểm mạnh của nó là lãi suất rất cao và nó có thể chạy được một vòng. Còn điểm yếu của nó đó chính là cái min 2 đô cộng với min 25 đô, cái số tiền vào nó khá là cao. Ví dụ như mình vào 25 đô này là cao ở trong tầm mức, hoặc là min 2 đô cũng là cao, cao hơn là số 1 đô. Ok các bạn, thì đấy đây, đầu tư luôn. Thì đối với kinh nghiệm mà mình hay chơi thể loại web này, mình cũng nói luôn là thông thường nó sẽ ra vào buổi sáng và tầm chiều thì bắt đầu nó sẽ không thể rút được tiền. Nếu như cái web này mà chạy hai vòng thì cực kỳ là nguy hiểm ở cái vòng 2. Còn vòng đầu thì nguy hiểm ít hơn nhưng mà cũng không phải là không có. Bởi vì các bạn có thể nhìn thấy đây, khi gần nó phần đấy. Ô. Mình ăn trộm wifi các bạn. Từ từ, tôi đang ăn trộm wifi. Ra mạng nó kém. Mất mất wifi. Đang câu trộm ở bên ngoài đường. Chờ chút nhé. Thì đối với con web này khi mà nhìn vào, quên mật khẩu ở quán cà phê kia là gì ta. Đây mình đang câu trộn wifi rồi. Ok rồi đấy, khổ thân đi câu trộn wifi ấy, khổ thế. Ok đây rồi, các bạn nhìn thấy plan này, ở đây có 2 đô này, đây 25 đô này, 100 đô ạ, rồi 200 đô này, 400 đô này, 800, tất cả mọi thứ đều là after 3 ngày, 4 ngày thì không tính rồi, tất cả mọi thứ đều là 5 giờ. Đây chính là những cái con web mà kiểu quen thuộc. Nếu các bạn mà lần đầu chơi cái thể loại web này thì các bạn nên thử ở vòng 2 đô, sau đó thì sau này dần dần các bạn sẽ quen cái kiểu web này. Nói chung là nó sẽ có những cái kiểu web nó đa dạng khác nhau, thì các bạn quen dần cái kiểu web này thì nó khá là ok. Vì kiểu web này điểm mạnh lớn nhất của nó là khoảng thời gian rất ngắn, 5 tiếng thôi, lãi suất rất cao nhưng cái độ mạo hiểm thì đi kèm luôn về độ mạo hiểm. Đâm ra các bạn phải lưu ý nhé, cực kỳ mạo hiểm ở trên web này. Ok, thì cảm nghĩ các bạn sao về web thì comment ở phần mô tả bên dưới.
Mình không giới thiệu về web thì chắc chắn là cũng đã nhiều bạn chơi rồi, anh em cũng biết cách chơi rồi, những bạn chơi chuyên nghiệp thì bạn ấy biết cách chơi rồi, bạn đã đầu tư trước rồi. Ok, cảm ơn tất cả các bạn.